người cứ tính là tới đây là để được chữa trị là không có đúng. Đây là giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mọi người đến đây á là để học, ở đây hướng dẫn cho cái cách để mà chúng ta chữa trị chứ không phải là chỗ chữa trị. Nhưng là đến đây ông chỉ lo tập luyện mà đòi chữa đợi tới chữa. Tôi định là tôi không có súng. Tôi nói là thôi mọi người nếu nói về là tôi không nhận chữa bệnh nên tôi đã nói từ đầu rồi mà. Còn ra kia gây gỗ là đến đây đi được chữa bệnh, ở đây đâu có nhận chữa bệnh. Mọi người hiểu sai cái mục đích ở đây rồi. Tại vì ở đây mình đã nói đi nói lại để cho mọi người hiểu cái cách để mà mình lo sức khỏe cho mình. Thực ra là cái mà thức tâm của con người ta là lúc này là gì biết không? Là phải lắng nghe mình, lắng nghe chính mình nhìn các bạn. Rồi phải tự săn sóc, rồi phải tự lo cho mình. Không, ở đây không phải là chỗ đi làm tiền. Cho nên đó là mọi người thấy những người mà bị bệnh là cứ vô trong cái chỗ thầy thuốc, rồi thầy thuốc cứ lấy tiền. Cái chuyện đó là ở đây không làm chuyện đó. Ở đây không phải là chỗ chữa bệnh, ở đây không có làm tiền ở chỗ đó. Mà tôi mà làm tiền, tôi chữa bệnh nghĩa là tôi nhiều tiền lắm á. Mà tôi không làm cái điều này, tôi phải mở cái lớp để hướng dẫn cho mọi người để làm sao cho biết săn sóc sức khỏe của mình. Rồi phải chú ý, rồi ngay cái chuyện mà nhắc đi nhắc lại hoài, ăn uống nè, hút không khí nè, chườm đá nè, uống nước ớt nè. Bốn cái đó nội đó không là mình đã hết bệnh 60%. Hốt đi anh em, chườm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.